kami. Có việc gì cháu học tôi ạ? Thật ra nhà cô có việc gì làm? À vâng, để xem. Bác ơi, dạ. Bác có việc gì làm không? Cháu không cần nhiều tiền đâu, mỗi ngày được tí mua cơm ăn thì được. Nhưng mà bây giờ bác không có việc gì làm, bây giờ bác chưa thuê cháu. À, cháu đi xem nhà khác thôi nhé. Vâng. Chưa chịu lấy chồng, con bán bố mẹ làm sao nuôi được, mãi mãi con già rồi bố mẹ, con phải đi,
đi lấy chồng theo chồng đi, bố mẹ không nuôi được mãi đâu. Giờ này bố đuổi con thì con đi đâu? Này. Bây giờ bố đuổi con thì con đi đâu? Đi. Con đi đâu thì đi. Con. Đi đâu thì đi. Ấy, con ấy, có ấy, chỗ ông. Nào để đi đâu ạ? Đi đâu kệ con. Ấy, ông, chồng. Có việc gì thì cứ nói sao sao kéo bác ấy ra đi. Đưa bác ấy bỏ ra. Bố bảo. Bỏ ra rồi. Tôi ấy, có cái gì từ nói. Bố đừng đóng cửa. Con đi đâu rồi đi. Bố bây giờ không nhận con là con à. Đứng. Trưởng thành không chịu lấy chồng con đi đi đi. Bố không nuôi được mãi đâu. Nên lần này con đi phải kiếm được một tấm chồng nhá, không được đừng về nhà nhá. Ở nhà có rau gì không cháu? Ừ, cô với cháu nhặt rau để nấu ăn. Nên rau này nè cháu. Ờ. Rau này nên ăn, nó ăn hơi đắng rồi. Có rau xanh rồi, ở đây có suối có cá không cháu? Dưới kia có một vũng nước nên mình xuống xem được có không? Ừ. Thế thì đi bắt mấy con cá rồi làm bữa trưa. Có rau mà cả rau đi chứ. Ui cô ơi, cá đi cô ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
khỏi nhớ đi. Có một con đây, đây. Đây, để một con đây. Các bạn gọi. Bắt được.
Có gì? Có lửa nấu cơm nhé. Cháu vâng. Cô đi theo xem con lợn vâng. Không trộm cái gì à? Có, kia bộ cô bà. Lợn này hôm nọ cô về hộ cháu ấy, không phải nó chừa rồi à? Bị hỏng hết rồi cô ạ. Bị hỏng hết rồi à?
Nó tao. Đây đây hàng xuống đi. Đây đây hàng xuống. Chín rồi đấy. Bây giờ cô không nói này, cuộc sống của cháu với cô thì ai cũng vất vả như nhau thôi. Thế là mai cô với cháu mình đi tìm việc làm thêm, xem ở gần đây có ai có việc gì làm không, thuê không. Cô cháu mình cùng làm. Cô xin nhé. Cháu vào ăn đi. Bây giờ chắc là cô cũng không có chỗ ở, việc làm thì cũng chưa có. Thế chắc là cháu cho cô ở đây một thời gian này. Cháu đằng nào cũng một mình thôi, nên là cô nhận cháu làm con nuôi. Cô là mẹ nuôi cháu được không? Vâng. Thế từ bây giờ là cháu cứ gọi cô là mẹ đi. Ăn đi con. Ăn cơm xong tí là mẹ con mình ra ngoài kia xem ai có việc gì làm không. Mình đi xin việc làm. Con ăn cá đi. Go, 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 go.